mình sẽ hạn chế không sử dụng theo cái cách rung vừa rồi. Ok, Ok. nó nè, chờ cho cái nốt nó ổn định tiếp. Hạn chế theo cách này đó là tại vì khi đó cái cao độ của nó đã thay đổi rồi, ví dụ đây bên đây là lên thành nốt la, lúc đó nó thành nốt son, thăng nốt son gì đó. No, nó không được, không được vậy. Ok, mà nó khác với cái việc đứng một chỗ rung. Cái này bend lên rung. Cảm giác của cái việc dây có đàn hồi, cái dây nó đang có một cái chịu, nó đang chịu một cái lực tác động đẩy lên, còn nó thì đang buông xuống. Thành thử hai cái lực đó nó chọi nhau rất nó dễ, rất dễ ăn. Nó rất dễ, chỉ cần cái tay mình có một cử động thì cái biên độ dao động nó qua lại rất là nhiều. Thành thử cái tay của mình nó phải chắc, nó phải cứng, cái cổ tay này nó chỉ cần hoạt động theo một chút, nó cử động theo chút xíu thôi là cái cao độ nó đã ăn rồi. Tưởng tượng nó giống như một cái sợi dây đang căng ra, mình búng nó chính giữa, nó rất là dễ, nó qua lại cho nó dao động ít lại để cho nó tránh tránh trường hợp thay đổi cao độ. Ok, có những trường hợp nó cần biên độ dao động qua lại nhiều hơn, nó sâu hơn, nó có cái gì đó bùng nổ hơn thì nó khác, nhưng mà cao độ của nó không được thay đổi. Kể nó cao độ nó vẫn giữ, nó vẫn là cái nốt đó chứ không phải này thành nút khác rồi. Kệ, cái này cũng vậy luôn. Ừ.